34. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Khi tham câu thoại đầu, niệm Phật là ai? Như tôi đã từng giảng đi giảng lại nhiều lần, cần yếu là phải chuyên nhất, nên có câu kệ: chuyên nhất tắc linh, phân trì tắc tế. Nghĩa là tập trung tâm ý đến mức chuyên nhất thì được linh nghiệm, còn rong ruổi phân biệt ác bị che mờ. Tâm chuyên nhất được ví như đục một lỗ thủng với cái dùi hoặc dùng mũi kim cương để khoan thép. Khi mũi khoan được thủng đến bên kia tấm thép, ví như là sự chứng ngộ, đó là kết quả của việc tham thiền. Ai là người niệm Phật? Niệm ấy là niệm ở trong tâm của ông. Tham có nghĩa là quán xét, khác hẳn với nghĩa tính toán suy lượng. Tham có nghĩa là tập trung tâm ý vào một nơi, tìm xem cái ai. Như vậy, tham có nghĩa là quán xét thật kỹ đạo lý. Trong khi tính toán suy lượng không phải là một niệm đơn giản, niệm ấy liên quan đến những điều thị phi, tạo nên sự so sánh phân biệt. Tính toán suy lượng có nghĩa là còn quá nhiều vọng tưởng. Trong khi tham thì gom lại để chỉ còn một vọng tưởng. Một người khi tính toán suy lượng về vài việc thì không thể nào có đủ sáng suốt để quyết định được. Anh ta nghĩ chuyện trên trời rồi tự hỏi: không biết ông trời mặc áo gì, đội mũ gì, mắt ông to cỡ nào, tay ông dài bao nhiêu, mũ ông rộng ra sao. Anh ta cố gắng suy nghĩ về kích cỡ từng phần của ông trời. Anh ta cố gắng đo lường từng bộ phận ấy bằng inch và foot. Nhưng rốt cuộc, ông trời có giống như sự tưởng tượng của anh ta chăng? Anh ta chẳng bao giờ thấy được ông trời. Vậy nên sự tính toán đo lường về ông trời chắc chắn là không đúng. Anh ta cũng suy nghĩ về đất, suy nghĩ về lực hút của lòng đất. Trung tâm trái đất lớn bao nhiêu? Mặt đất rộng bao nhiêu? Có bao nhiêu hạt vi trần trên mặt đất? Anh ta suy nghĩ rằng có vào khoảng 100 triệu lần của 8.000.000 hạt vi trần gom lại thành trái đất này. Anh ta chỉ ước đoán và tính toán riêng một mình, chứ ngay cả máy tính điện tử cũng không thể tính nổi đến con số ấy. Anh ta tự biến mình thành máy tính, chứ không thể nào chạm đến cái đầu và cái đuôi của câu thoại đầu. Nên anh ta cho rằng câu thoại đầu thật là một con quái vật. Do vậy tham thiền không rơi vào phạm vi hành ấm, cũng chẳng rơi vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm. Niệm nghĩa là niệm trong tâm, đó là niệm chuyên nhất. Chẳng hạn khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật và chỉ có độc nhất danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm, không còn những tạm niệm nào khác, đây gọi là lấy độc để trị độc. Nếu ông có quá nhiều vọng tưởng, nghĩa là có quá nhiều chất độc trong người, thì chắc chắn sẽ phải ngộ độc mà chết. Ha ha ha, 问什么的说呵。